Cuộc vượt biên ngoạn mục nhất có lẽ là cuộc chạy trốn bằng khinh khí cầu vào tháng 9 năm 1979. Khi đó hai gia đình gồm 8 người đã vượt biên thành công bằng khinh khí cầu tự chế. Hai người, Peter Strenzik, cựu thợ máy không quân Đông Đức, và Gunter Wetzel, một người thợ nề, đã lên kế hoạch đưa gia đình họ vượt biên bằng khinh khí cầu. Gia đình Wetzel đã dành 2 tuần để may vỏ khí cầu rộng 15 mét, dài 20 mét với một chiếc máy may thủ công 40 năm tuổi. Còn Strenzik dành thời gian thiết kế phần giỏ treo và lắp ráp phần đầu đốt. Lần thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm 1978 đã thất bại vì không thể thổi phồng khí cầu. Các lần thử tiếp theo cũng thất bại vì nhiều nguyên nhân như động cơ và vỏ khí cầu chưa hoàn thiện. Họ đành phải đốt bỏ tấm vỏ khí cầu đó. Thiết kế lần thứ hai, lớp vỏ khí cầu đã được thay bằng loại vải tép feta nhẹ kín và bền. Khinh khí cầu đã bay được. Tuy nhiên trong lần trốn đầu tiên vào tháng 7 năm 1979, thời tiết bất lợi, khiến họ phải hạ cánh trở lại Đông Đức. Lợi dụng đêm tối, họ nhanh chóng chạy trốn về nhà trước khi bị phát hiện. Sau đó họ quyết định tăng gấp đôi thể tích khí cầu lên 4.000 mét khối với đường kính rộng 25 mét. Họ hoàn thành sau 2 tháng làm việc cật lực. 2 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1979, 8 người trong hai gia đình đã cất cánh. Khí cầu bay lên tới độ cao 2.000 mét, có lúc tới 2.500 mét và trôi về phía Tây Đức với tốc độ 30 km/h. Họ cũng đã bị phát hiện ở phía Đông Đức bởi một người canh gác ban đêm. Báo cáo về một vật thể bay không xác định, hướng về phía biên giới đã khiến các lính canh kích hoạt đèn tìm kiếm. Nhưng khí cầu bay quá cao ngoài tầm chiếu của đèn. Khi hết nhiên liệu, khí cầu đã hạ cánh xuống địa điểm gần thị trấn Naila, bang Bavaria, Tây Đức và chỉ cách biên giới 9,6 km. Sau đó hai gia đình quyết định sống luôn tại Naila, nơi họ đã hạ cánh. Còn quả khinh khí cầu được đặt tại bảo tàng lịch sử Bavarian. Sau khi xây dựng, đường biên giới tiếp tục được Đông Đức nâng cấp. Năm 1967 họ đã hoàn thành đường biên giới hiện đại cực kỳ khó khăn để có thể vượt qua. Hàng rào dây thép gai được thay bằng hàng rào lưới dập dãn, khó leo hơn. Kèm theo là các thiết bị tín hiệu điện tử, mìn chống người định hướng và hào chống xe, đã ngăn chặn hiệu quả sự thâm nhập của con người và các loại phương tiện. Cho dù người vượt biên cố gắng nâng cấp theo để đối phó thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Số người trốn thoát thành công giảm từ 1.000 mỗi năm xuống chỉ còn khoảng 120 người. Quân đội Đông Đức đã công bố nghiên cứu. Theo đó, 4.956 người đã cố gắng vượt biên trong khoảng thời gian 5 năm từ 1974 đến 1979. Trong số đó, 3.984 người, tức 80,4%, đã bị bắt giữ tại vùng cấm bên ngoài. Và 205 người, tức 4,1%, đã bị bắt tại hàng rào tín hiệu. Từ năm 1953, biên giới giữa Đông Berlin và Tây Berlin cũng được thắt chặt hơn, mặc dù chưa hoàn toàn đóng cửa. Người Đông Đức vẫn có thể đi qua Tây Berlin, sau đó trở thành tuyến đường chính mà người Đông Đức trốn sang phía Tây. Nhận thấy đó là một lỗ hổng, nơi mà người Đông Đức chạy trốn dễ dàng, nên vào năm 1961, nhà nước Đông Đức cho xây bức tường bao quanh Tây Berlin, ngăn cách vùng này với Đông Berlin và phần lãnh thổ Đông Đức. Với tư cách là người ngoài, chúng ta có thể thông cảm cho nhà nước Đông Đức, khi đây là phương cách cuối cùng để ngăn chặn việc di dân mất kiểm soát. Nhưng nếu đặt mình ở vị trí của người dân Đức, thì đúng là không thể chấp nhận được sự chia cắt máu mủ như vậy. Cho nên, trong khi phía Đông Đức cho rằng bức tường Berlin là tường thành chống phát xít, thì người Tây Đức lại gọi đó là bức tường ô nhục. Bức tường Berlin đã ngăn chặn nạn chảy máu chất xám nghiêm trọng từ Đông sang Tây. Trước khi có bức tường, rất nhiều kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, luật sư và công nhân lành nghề đã đào thoát sang Tây Đức. Là một tổn hại rất lớn cho Đông Đức, khi họ vừa mất tiền đào tạo nhân lực, vừa thiếu hụt lao động chất lượng cao và cả nguồn lao động trẻ. Bức tường Berlin có tổng chiều dài 155 km, cao từ 3,4 đến 4,2 mét, trong đó có 111 km tường bê tông, 44 km hàng rào lưới kim loại, 186 tháp canh tại phía đông và 302 tháp tại Tây Berlin. Năm 1962, để đảm bảo không ai trốn thoát, Đông Đức cho xây thêm hàng rào thứ hai cách bức tường 100 mét. Những ngôi nhà nằm giữa hàng rào đã bị san phẳng và người dân bị buộc di rời. Khu vực sau này được gọi là giải đất tử thần.
Giải đất này được phủ bằng cát hoặc sỏi nhỏ làm cho dấu chân dễ nhận thấy, giúp lính biên phòng dễ dàng phát hiện những kẻ xâm phạm. Lực lượng biên phòng Đông Đức tại đây có thể lên tới 11.000 người cùng hàng trăm chó nghiệp vụ. Tại bức tường Berlin có 25 cửa qua biên giới, 13 cửa khẩu cho ô tô, 4 cho tàu hỏa và 8 cửa khẩu đường sông, chiếm 60% tổng số cửa khẩu biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức. Trong suốt quá trình tồn tại bức tường Berlin đã có 5.000 người trốn thoát thành công, 239 trường hợp bị chết do bị bắn hoặc bị ngã. Nạn nhân đầu tiên của bức tường là Ida Ziegman, vào ngày 22 tháng 8 năm 1961 khi nhảy từ cửa sổ của một căn nhà trên đường Benau xuống. Nạn nhân trẻ nhất bị bắn là hai trẻ em 10 và 13 tuổi đã bị bắn chết vào năm 1966. Nhưng nổi tiếng nhất là cái chết của Peter Factor, 18 tuổi. Một năm sau khi bức tường được xây dựng, Peter Factor và người bạn là Kuhnbeck quyết định vượt bức tường qua Tây Berlin. Khi cả hai người cùng chạy ra và leo lên tường, họ bị lính biên phòng Đông Đức phát hiện. Kuhnbeck nhảy được qua bên phía kia, nhưng Factor bị bắn trúng vào lưng trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng. Peter Factor rơi xuống chân tường phía đông, vướng trong dây thép gai. Factor khóc và kêu cứu, nhưng lính Đông Đức đã bỏ mặc cho đến chết. Ngay lập tức dân Tây Berlin thành lập một cuộc biểu tình phản đối ở bên kia thành phố. Cái chết của Factor tạo ra dư luận tiêu cực trên toàn thế giới, khiến các nhà lãnh đạo của Đông Đức đã đặt ra nhiều hạn chế hơn trong việc nổ súng ở khu vực bức tường Berlin. Người cuối cùng bị bắn khi cố vượt biên là Chris Guefroy vào ngày 6 tháng 2 năm 1989, trong khi người cuối cùng chết trong một nỗ lực trốn thoát là Winfried Frodenberg, khi quả khinh khí cầu tự chế bị rơi vào ngày 8 tháng 3 năm 1989. Frodenberg lúc đầu tính trốn cùng vợ, nhưng sau đó nhận thấy khí cầu không thể mang nổi hai người nên quyết định trốn thoát một mình. Mặc dù lính Đông Đức đã phát hiện, nhưng họ không dám bắn vì sợ khí cầu chứa ga phát nổ sẽ gây ra thảm họa. Do khí cầu không được thiết kế chuyên nghiệp nên nó đã bay quá cao và không đúng hướng dự định. Frodenberg đã phải xì bớt ga và khí cầu đã rơi. Anh ta bị chết với nhiều chấn thương nghiêm trọng khắp cơ thể. Có thể nói, động cơ bỏ trốn của hầu hết người Đông Đức chính là vì mức sống chênh lệch với phía Tây, cả về vật chất lẫn tinh thần. Về kinh tế, Đông Đức ít thuận lợi hơn vì chính sách không linh hoạt như các nước tư bản. Mặt khác, lại phải trả tiền bồi thường chiến tranh, kèm theo là họ phải chuyển giao hầu hết ngành công nghiệp nặng cho Liên Xô quản lý như một khoản đền bù hậu chiến. Nền kinh tế Đông Đức khá nhạy cảm nên đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng. Có cuộc khủng hoảng dẫn đến nổi dậy như khủng hoảng năm 1953, lại có vụ khủng hoảng chỉ vì đồ uống. Ví dụ như năm 1977 do giá cà phê thế giới tăng cao nên Đông Đức lâm vào cuộc khủng hoảng cà phê, do họ không có đủ ngoại tệ mạnh để mua cà phê, đến mức nhà nước phải tung ra sản phẩm Nescafé, cà phê hỗn hợp, chỉ có 51% là cà phê, còn lại là các loại bột và phụ gia để ổn định thị trường. Đến 1978, cuộc khủng hoảng mới giảm nhiệt, do họ tăng nguồn cung cà phê thông qua thỏa thuận giữa Cộng hòa Dân chủ Đức và Việt Nam. Vì thiếu ngoại tệ mạnh để mua hàng hóa từ các nước tư bản, nên chính phủ Đông Đức đã phải sử dụng những phương cách mà ít ai ngờ tới. Đó là trao đổi tù nhân để lấy ngoại tệ. Từ năm 1964 đến 1989, có 33.755 tù nhân chính trị người Đông Đức đã được phía Tây Đức chuộc. Và ngoài ra là 215.000 người được phép rời khỏi Đông Đức để đoàn tụ với gia đình. Đổi lại, Tây Đức đã phải trả hơn 3,4 tỷ D-Mark, tức khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ theo thời giá năm 1990 bằng hàng hóa và tiền mặt. Các khoản phí chuộc tù nhân hàng năm đã trở thành một nguồn thu rất cần thiết cho sự vận hành của nền kinh tế Đông Đức. Thậm chí, chính phủ Đông Đức đã tính tiền chuộc này như một khoản thu cố định trong ngân sách nhà nước của mình. Trong suốt thời gian tồn tại hai nhà nước Đức từ năm 1949 đến 1990, chúng ta có thể thấy GDP đầu người Tây Đức luôn cao hơn gần gấp đôi Đông Đức. Lấy ví dụ vào năm 1980, theo nguồn Liên Hợp Quốc, GDP đầu người Tây Đức là khoảng 12.100 đô la Mỹ, trong khi Đông Đức là 6.200 đô la Mỹ. Tuy vậy, Đông Đức vẫn là nền kinh tế phát triển nhất khối Đông Âu. GDP đầu người Đông Đức luôn vượt trội các quốc gia này. Ví dụ, Liên Xô 3.500 đô la Mỹ, Tiệp Khắc 3.100 đô la Mỹ, Hungary 2.300 đô la Mỹ, Ba Lan 1.600 đô la Mỹ. Nhưng càng về sau, nền kinh tế các nước Đông Âu càng trở nên rệu rã. Và sự thay đổi là điều tất yếu phải xảy ra. Bắt đầu tại Ba Lan khi đảng đối lập đã thắng cử vào tháng 6 năm 1989. Điều này đã ảnh hưởng đến toàn bộ các nước Đông Âu nói chung và Đông Đức nói riêng. Cũng trong tháng 6 năm 1989, chính phủ Hungary đã bắt đầu tháo dỡ hàng rào điện dọc biên giới với Áo. Lợi dụng việc đó,
Vào tháng 9 cùng năm, hơn 13.000 khách du lịch Đông Đức đã trốn thoát qua Hungary đến Áo. Người Hungary đã ngăn không cho nhiều người Đông Đức vượt qua biên giới và đưa họ trở về Budapest. Những người Đông Đức này đã tràn vào Đại sứ quán Tây Đức tại thủ đô Hungary và từ chối trở về Đông Đức. Chính phủ Đông Đức đã phản ứng bằng cách không cho khách du lịch đến Hungary nữa. Điều tương tự cũng xảy ra tại Tiệp Khắc, nhưng lần này chính phủ Đông Đức đã cho phép họ rời đi. Bởi áp lực từ các cuộc biểu tình lớn trong nước, một số người thì trốn đi bằng cách thông qua Đại sứ quán Tây Đức tại các nước Đông Âu khác. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vào đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin đã sụp đổ sau 28 năm tồn tại. Trước đó, vào buổi chiều, trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Quốc tế, Günter Sabowski, một thành viên Bộ Chính trị Đông Đức phát biểu rằng công dân Đông Đức có thể tiếp tục ra nước ngoài tại tất cả các cửa khẩu biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức và có hiệu lực ngay lập tức. Đó là một phát biểu nhầm lẫn. Tuy nhiên mọi việc đã quá muộn. Dựa trên thông tin từ các đài truyền thanh và truyền hình của Tây Đức và Tây Berlin, dưới tựa đề được diễn giải một cách sai lầm là bức tường đã mở. Hàng ngàn người dân Đông Berlin đã kéo đến các cửa khẩu và yêu cầu mở cổng. Vào thời điểm này, lực lượng biên phòng hoàn toàn không được thông báo gì về vấn đề đó. Nhưng dưới áp lực của số đông quần chúng, ngay sau 23 giờ, cửa khẩu biên giới đầu tiên tại đường Bornholm ở Berlin được mở mà không có lệnh hay chỉ đạo cụ thể nào. Sau đó các cửa khẩu khác trong thành phố Berlin cũng như tại biên giới nội địa Đức cũng được mở. Ngay tối khuya đó, nhiều người đã theo dõi việc mở các cửa khẩu biên giới qua truyền hình, và một số đã bắt đầu đi ra gần bức tường. Vì rất nhiều người vẫn còn đang ngủ khi biên giới được mở vào giữa đêm khuya, cơn bão người đổ về các cửa khẩu thực sự bắt đầu vào sáng ngày hôm sau, ngày 10 tháng 11 năm 1989. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, toàn bộ những cổng ngăn cách giữa bức tường được chính thức mở cửa. Khi qua cửa khẩu, mỗi người dân Đông Đức được chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tặng một khoản gọi là tiền chào mừng, trị giá 100 D-Mark. Do đó, thời điểm bức tường sụp đổ, đã có hàng chục ngàn người Đông Đức xếp hàng trước các ngân hàng và tòa thị chính ở Tây Đức để nhận tiền chào mừng lần đầu của họ. Việc thanh toán tiền chào mừng đã kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 1989. Thay vào đó, công dân Đông Đức được đổi 100 D-Mark với tỷ lệ 1 đổi 1. Mặc dù theo giá chợ đen lúc đó thì 1 D-Mark đổi được 10 đồng Mark Đông Đức. Đó là một khoản tiền không hề nhỏ với người Đông Đức. Tiếp theo sự sụp đổ của bức tường Berlin, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức đã mất đi đa số trong Quốc hội tại cuộc bầu cử ngày 18 tháng 3 năm 1990. Ngày 23 tháng 8 cùng năm, Quốc hội Đông Đức quyết định rằng lãnh thổ quốc gia này sẽ được đặt dưới hệ thống pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức và nước Đức tái thống nhất kể từ ngày 3 tháng 10 năm 1990 sau hơn 40 năm bị chia cắt. Với ý chí và tinh thần dân tộc Đức, nước Đức thống nhất sau đó đã nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế số 1 châu Âu và là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới.